bạn, mình là Rita từ Du học Inspido. Bên cạnh tiếng Anh thì tiếng Trung là ngôn ngữ cực kỳ phổ biến, mang lại cho các bạn cơ hội làm việc cho dù ở nước ngoài hay là ở Việt Nam. Và nắm bắt được xu thế đó thì có rất là nhiều bạn trẻ đã du học Trung Quốc chương trình tiếng 1 năm để cải thiện ngôn ngữ cũng như tìm kiếm cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài. Vậy thì khi bạn du học Trung Quốc chương trình tiếng 1 năm, bạn sẽ có được những lợi ích gì? Để biết câu trả lời thì các bạn hãy cùng theo dõi video này với mình nhé. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho các bạn tăng khả năng phản xạ. Khi bạn học bất kỳ ngôn ngữ nào thì khả năng giao tiếp phản xạ nghe và nói luôn được ưu tiên, và không có gì hiệu quả hơn khi bạn học ngoại ngữ trên chính đất nước của họ. Bằng cách giao tiếp với người bạn xứ mỗi ngày sẽ giúp cho bạn tăng khả năng nghe và nói. Đồng thời cái việc mà mình giao tiếp thường xuyên với người bạn xứ thì cũng sẽ giúp bạn học được cái phong thái, là cái cách giao tiếp của người bạn xứ, để từ đó bạn sẽ giao tiếp một cách hiệu quả hơn. Thứ hai đó là bạn vừa học ngoại ngữ vừa được trải nghiệm văn hóa. Thật ra thì có rất là nhiều trung tâm ở Việt Nam có thể đào tạo bạn tiếng Trung tốt và bạn đăng ký học cũng khá là dễ dàng. Nhưng khi bạn đi du học thì ngoài việc bạn học tiếng ra, cải thiện về ngôn ngữ ra thì bạn còn có cơ hội khám phá những cái địa điểm, địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc, đồng thời tìm hiểu về văn hóa của họ. Và khi bạn hiểu về văn hóa thì bạn giao tiếp với người bản xứ cũng sẽ linh hoạt hơn và bạn cũng sẽ tự tin hơn. Thứ ba đó là bạn được trải nghiệm trên nền giáo dục chất lượng hàng đầu châu Á với nhiều suất học bổng lên đến 100% học phí. Ngoài Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan ra thì Trung Quốc là một trong những quốc gia tại châu Á có nền giáo dục tiên tiến, và nhiều trường đại học ở Trung Quốc nằm trong top các trường đại học hàng đầu thế giới. Vì vậy khi mà bạn học chương trình tiếng 1 năm thì bạn cũng có cơ hội được lĩnh hội những cái thành tựu trong cái nền giáo dục của họ. Thứ tư đó là cái cơ hội tìm kiếm cái công việc vô cùng rộng mở. Khi mà bạn giỏi tiếng Trung, bạn giao tiếp tốt thì bạn có khả năng đảm nhận nhiều cái vị trí quan trọng trong công ty. Và khi mà bạn giao tiếp giỏi, tiếng Anh của bạn sử dụng một cách thuần thục thì bạn có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho những người Trung Quốc đến Việt Nam. Vì hiện nay du khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch ngày càng nhiều. Hoặc là bạn cũng có thể làm những cái công việc như là bạn đi dạy tại các trung tâm, hoặc là bạn dạy kèm. Đây là một trong những cái công việc có mức thu nhập khá là cao. Ngoài ra thì nếu như mà bạn thích phiên dịch thì bạn cũng có thể là dịch sách báo, dịch phim Trung Quốc, thì đây cũng là một trong những cái công việc khá là thú vị và mang cho đến cho bạn cái nguồn thu nhập hấp dẫn. Trên đây mình muốn chia sẻ với các bạn những cái lợi ích khi mà bạn du học Trung Quốc chương trình tiếng 1 năm. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại liên hệ với Inspido Edu để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.